Có một thời điểm, các thiết bị BlackBerry không chỉ là điện thoại thông thường mà còn là biểu tượng của sự thành công và quyền lực. Với bàn phím QWERTY vững chắc và khả năng gửi nhận email mạnh mẽ, BlackBerry đã trở thành công cụ không thể thiếu của doanh nhân và những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Điều này là do tính năng của nó không chỉ giúp người dùng liên lạc dễ dàng mà còn mang lại sự tiện lợi và hiệu suất làm việc cao. Nhưng không chỉ là công cụ làm việc Blackberry còn là biểu tượng của phong cách và đẳng cấp với thiết kế đẹp mắt và độ bền bỉ. những chiếc Blackberry đã thu hút sự chú ý của các tín đồ công nghệ và người tiêu dùng trên khắp thế giới. không chỉ là một công cụ để liên lạc, Blackberry còn được coi là một biểu tượng của sự thành công và quyền lực trong cộng đồng doanh nhân. tuy nhiên như mọi thứ khác trong thế giới công nghệ thời gian đã thay đổi. Sự bùng nổ của điện thoại thông minh cảm ứng đã dần lấy đi sự thịnh hành của BlackBerry. Sự xuất hiện của các hệ điều hành di động mới như iOS và Android đã làm cho BlackBerry trở nên lạc hậu. Dần dần, những chiếc điện thoại này đã mất đi vị thế của mình trong thị trường. Và cuối cùng, BlackBerry đã phải từ bỏ sản xuất các thiết bị di động vào năm 2016. Mặc dù đã ra đi, nhưng ký ức về thời đỉnh cao của BlackBerry vẫn còn sống mãi trong lòng của những người đã từng sử dụng nó. BlackBerry đã là một phần không thể thiếu của cuộc sống và là biểu tượng của một thời kỳ trong lịch sử công nghệ di động. Hãy tiếp tục chia sẻ niềm đam mê và khám phá cùng chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành